Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, nhân sư là một nhân vật, thường được thể hiện như một con sư tử đực hoặc cái nằm và có đầu người, nhưng thỉnh thoảng là một con sư tử với đầu chim ưng, diều hâu hay cừu. Nhân vật này có nguồn gốc từ thời cổ vương quốc và gắn liền với vị thần mặt trời Sekhmet. Việc sử dụng đầu của những loài vật khác gắn trên mình sư tử, tuân theo chức vụ thần thánh của thành phố hay vùng nơi chúng được xây dựng, hay của loài nào đang chiếm ưu thế trong nền bách thần Ai Cập ở thời điểm đó. Sau này, hình ảnh nhân sư, một thứ rất giống với ý tưởng nguyên gốc Ai Cập, đã được xuất khẩu tới nhiều nền văn hóa, dù thường được thể hiện khá khác biệt vì sự chuyển nghĩa từ các văn bản gốc và sự tiến hóa ý tưởng liên quan tới các truyền thống văn hóa khác. Vai trò của các nhân sư là canh gác các ngôi đền, chúng được đặt liền với các kết cấu kiến trúc khác như các lăng mộ hoàng gia hay các đền tôn giáo. Có lẽ nhân sư đầu tiên là tượng thể hiện hoàng hậu Hatshepsut II, vợ của pha gia ông Djedatpa, thời vương triều thứ tư. Tượng lớn nhất và nổi tiếng nhất là tượng nhân sư lớn ở Giza, tại thung lũng Giza trên bờ tây sông Nin. Dù thời gian xây dựng nó còn chưa được biết chắc, đầu tượng nhân sư lớn hiện được cho là đầu của pha gia ông Khafa. Tuy nhiên, vào năm 2004, nhà Ai Cập học người Pháp là Vasin Dozep tuyên bố ông đã tìm ra bằng chứng mới cho thấy đại nhân sư là do pha gia ông Djedatpa, anh trai của pha gia ông Khafa, và là con của pha gia ông Khufu, xây dựng để tưởng nhớ vua cha Khufu. Trong thần thoại Hy Lạp cũng có một nhân vật nhân sư, một con quái vật của sự hủy diệt và đen đủi, đó là Phin, là con của Echina và Ozut, theo những thần thoại khác là con của Echina và trai Phon. Tất cả chúng đều là các nhân vật từ thời đầu thần thoại Hy Lạp, trước khi các thần Olympia chiếm ưu thế trong nền bách thần Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, một nhân sư được thể hiện như một con quỷ với đầu và bộ ngực phụ nữ, thân của sư tử, cánh của đại bàng và chiếc đuôi rắn. Nhân sư là biểu tượng của thành bang cổ Trai Ớt, xuất hiện trên các con dấu và trên các đồng xu từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên cho tới thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Phin thường ngồi bên ngoài thành phố cổ Thít và chặn đường bất cứ ai đi qua để ra một câu đố. Những người lữ khách xấu số khi không trả lời được câu đố của nó sẽ lập tức bị nó ăn thịt. Có thể nói đây là câu đố nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, đến trưa đi bằng 2 chân và về chiều đi bằng 3 chân? Có một người tên Eldiford đã trả lời được câu đố này. Đáp án của anh ta là con người. Người bò bằng 4 chân khi còn bé, đi bằng 2 chân khi đã trưởng thành và khi đến tuổi già, đi lại với một cây gậy như cái chân thứ 3 của mình. Một số nguồn khác cho rằng có một câu đố thứ hai. Có hai chị em, một người sinh ra người kia và người kia lại sinh ra người này. Câu trả lời được giải là ngày và đêm. Câu chuyện kể tiếp rằng khi bị giải đố, nhân sư tự lao mình xuống thềm đá và chết. Một phiên bản khác nói rằng nó tự ăn thịt mình. Song giống của Phin sau này thường được người ta dùng để canh gác các kho tàng và lăng mộ,